Resident Evil Welcome to Raccoon City, một phần khởi động lại của loạt phim. Sẽ ra rạp vào ngày 24 tháng 11 và Sony Pictures đã cung cấp một chút hương vị về những gì có trong cửa hàng với đoạn giới thiệu đầu tiên. Biên kịch kiêm đạo diễn Johan Robert, 47 Meter Down, đã chỉ ra vào đầu năm nay rằng anh ấy đang đưa mọi thứ trở lại nguồn gốc kinh dị của nhượng quyền thương mại. Và đoạn giới thiệu đưa ra một số dấu hiệu tích cực cho thấy anh ấy đã đạt được mục tiêu của mình. Bộ phim dựa trên hai trò chơi đầu tiên trong loạt phim cổ điển và đây là phần thiết lập lại hoàn toàn sau 6 bộ phim của Paul W.S. Anderson. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào về việc Robert bắt đầu lại từ đầu, phần lồng tiếng mở đầu của đoạn giới thiệu sẽ khiến điều đó trở nên chắc chắn. Một nhân vật có lẽ là Claire Redfield nói: "Khám phá nguồn gốc của cái ác Resident Evil, Welcome to Raccoon City lấy bối cảnh vào năm 1998 và chúng ta thấy dinh thự rùng rợn của trò chơi đầu tiên cũng như một số thành phố nơi phần tiếp theo diễn ra. Đoạn giới thiệu có rất nhiều nhịp điệu phù hợp và nó bao gồm một số khoảnh khắc đáng nhớ từ các trò chơi. Có một cái gật đầu với cảnh mở đầu của Resident Evil 2. Trong đó một người lái xe tải bị nhiễm bệnh lao chiếc xe chở dầu của anh ta vào thành phố Raccoon. Mặc dù có một vài cảnh CGI không đẹp mắt nhưng cũng có một số thiết kế sinh vật rắn, bao gồm cả chó thây ma và thậm chí cả một con liếm. Thêm vào một số cảnh sợ hãi nhảy vọt và đó là một cái nhìn đầu tiên đầy hứa hẹn. Nếu bạn muốn có thêm Resident Evil cho đến khi bộ phim ra mắt, bạn có thể xem phiên bản thực tế ảo của Resident Evil 4 trên Oculus Quest 2 vào cuối tháng này. Ở những nơi khác, một chương trình live action dựa trên nhượng quyền thương mại sẽ đến với Netflix. Các trì hoãn nhiều trò chơi Resident Evil Reverse sẽ đến trong năm tới, bản khởi động lại sẽ ra rạp vào ngày 24 tháng 11. Chia sẻ hữu ích nhé!